Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại bản tin sáng hàng ngày trên kênh Hoàng Linh Vlog. Trước khi bắt đầu một ngày mới, hãy cùng tôi khám phá những tin tức nóng hổi trong suốt 24 giờ qua. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thị trấn Vũng Liêm có thông báo khẩn. Thông báo khẩn của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long. Thêm một thông báo khẩn từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Vĩnh Long ghi nhận 18 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 mới. Sở dục và đào tạo họp trực tuyến với các cơ sở giáo dục, chuẩn bị công tác đón học sinh đến trường. Doanh nghiệp được trừ mọi chi phí liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Bạc Liêu phát hiện 242 F0 trong 24 giờ. Ngày 27 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ. Vĩnh Long tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồng bằng sông Cửu Long phát hiện nhiều F0 liên quan chuỗi lây nhiễm trong các xí nghiệp sản xuất. Và thông tin chi tiết các tin tức như sau. Mở đầu video là thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Vũng Liêm. Cụ thể, tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc COVID-19 là những người đã từng đến cơ sở quảng cáo Thảo Phát, địa chỉ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, tổ 6B, khóm 2 thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm trong khoảng thời gian từ 6 giờ ngày 22 tháng 10 đến 13 giờ ngày 27 tháng 10. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long đề nghị những người có mặt tại địa điểm và thời gian nêu trên đến ngay trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đúng theo quy định. Số điện thoại trạm y tế thị trấn Vũng Liêm là 02703 971 167. Thông tin thứ hai, là thông báo khẩn của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long về việc tìm người có mặt tại các địa điểm nguy cơ liên quan đến trường hợp mắc Covid-19 là những người đã từng đến điểm tiêm ngừa Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long có địa chỉ tại 24 đường Hùng Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long trong khoảng thời gian từ 8 giờ 29 phút đến 9 giờ 8 phút sáng ngày 25 tháng 10 năm 2021. Đề nghị ai đã từng đến địa điểm và thời gian nêu trên đến ngay trạm y tế gần nhất để được khai báo y tế đúng theo quy định. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục khai thác thông tin của bệnh nhân và cập nhật thêm mốc dịch tễ, thời gian và địa điểm tiếp vào các văn bản sau. Thông tin thứ ba tiếp tục là thông báo khẩn của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 xã Phú Đức, huyện Long Hồ. Cụ thể tìm người có mặt tại địa điểm có nguy cơ mắc Covid-19 là những người đã từng đến 1. Trạm y tế xã Phú Đức tiêm ngừa COVID-19 ngày 13 tháng 10 trong khoảng thời gian từ 12 giờ 30 phút đến 14 giờ 30 phút. 2. Trạm y tế xã Phú Đức tiêm ngừa COVID-19 ngày 15 tháng 10 trong khoảng thời gian từ 13 giờ đến 15 giờ 30 phút. 3. Quán cà phê Ngọc Dào ngang chợ Phú Đức trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 10 đến ngày 20 tháng 10. 4. Sạp thịt heo Anh Châu và Chị Liên tại cầu xã Sĩ trong khoảng thời gian từ 6 giờ 30 phút ngày 21 tháng 10 đến 8 giờ ngày 24 tháng 10. Đề nghị ai đã từng đến địa điểm và thời gian nêu trên đến ngay trạm y tế xã Phú Đức khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Nếu có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, vui lòng ở nhà và điện thoại cho trạm y tế xã Phú Đức qua số điện thoại 02703 851 674 để được nhân viên y tế đến kiểm tra sức khỏe theo đúng quy định. Thông tin thứ tư như thường lệ là thông tin về số liệu diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong ngày 27 tháng 10, toàn tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 18 trường hợp với nhiễm Covid-19 mới. Cụ thể, 8 trường hợp liên quan đến ổ dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Astro thuộc xã Tân Hạnh, Nguyễn Long Hồ. Một trường hợp đến khám và sàng lọc tại bệnh viện Đa khoa Xuyên Á có địa chỉ tại khóm 3, phường 2, thành phố Vĩnh Long. Một trường hợp đến khám và sàng lọc tại bệnh viện Y Dược Cổ truyền Vĩnh Long có địa chỉ tại Lý Thường Kiệt, phường 1, thành phố Vĩnh Long. Một trường hợp đến khám và sàng lọc tại phòng khám Đa khoa Vạn Lộc có địa chỉ tại ấp Thành Thức, xã Thành Lợi, huyện Bình Tân và 7 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại chợ Cá Vĩnh Long. Thông tin thứ năm là thông tin về việc Sở Dục và Đào Tạo Vĩnh Long hợp trực tuyến với các cơ sở giáo dục, chuẩn bị công tác đón học sinh đến trường. Chiều ngày 26 tháng 10, Sở Dục và Đào Tạo tỉnh Vĩnh Long tổ chức hợp trực tuyến đánh giá tình hình thực tế các cơ sở giáo dục, chuẩn bị công tác đón học sinh đến trường trực tiếp năm học 2021-2022. Tính đến ngày 23 tháng 10, đã có 93,6% học sinh trung học cơ sở tham gia học trực tuyến, so với cùng kỳ tháng 9 tăng khoảng 5% và 99,1% học sinh trung học phổ thông tham gia học trực tuyến, tăng gần 2% so với cùng kỳ tháng trước. Tỷ lệ học viên giáo dục thường xuyên tham gia học trực tuyến là 96,2%. Có 56 học sinh khối trung học cơ sở, trung học phổ thông chưa liên hệ được. Phát biểu tại cuộc họp, các đại biểu cho biết đa số học sinh học trực tuyến đều được phụ huynh quan tâm hỗ trợ. Hiện các trường cũng đã vệ sinh khử khuẩn cho các lớp chuẩn bị đón học sinh đến trường. Tuy nhiên, một số đại biểu cũng lo lắng tình hình dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp. Một số trường học còn làm khu cách ly, học sinh chưa được tiêm vaccine. Trên tinh thần cuộc họp này, Sở dục đào tạo sẽ tiếp tục nắm thông tin về điều kiện học tập tại nhà của học sinh và công tác chuẩn bị cho học sinh đi học trực tiếp, từ đó tham mưu Ủy ban dân tỉnh về việc học của học sinh trong thời gian tới. Thông tin thứ sáu là thông tin về việc Bạc Liêu phát hiện 242 ca F0 trong 24 giờ. Cụ thể, sáng ngày 27 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Bạc Liêu ghi nhận 242 ca F0 mới, số ca bệnh này cao nhất từ trước đến nay, được khẳng định bằng xét nghiệm PCR trong 24 giờ qua. Trong 157 ca cộng đồng, 58 trường hợp liên quan chuỗi lây nhiễm của hai doanh nghiệp thủy sản là Tấn Khởi và Châu Bá Thảo cùng có địa chỉ tại thị xã Giá Rai. Thành phố Bạc Liêu có đến 54 ca F0 trong cộng đồng, huyện Vĩnh Lợi 3, Hòa Bình 7 và Đông Hải là 35 ca. Đối với 49 ca F0 tại các khu cách ly tập trung, đã có 47 trường hợp liên quan đến hai doanh nghiệp thủy sản. Hiện công ty Tấn Khởi đã bị phong tỏa, công ty Châu Bá Thảo dừng sản xuất một dây chuyền. Phần cuối của video là thông tin về việc Vĩnh Long tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đó là nhấn mạnh của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ông Lữ Quang Ngời, chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại cuộc họp bàn phương án công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn của tỉnh vào chiều ngày 27 tháng 10. Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh ông Lữ Quang Ngời chỉ đạo các địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về phòng chống dịch, đặc biệt phát huy vai trò chiến sĩ của mỗi người dân trong việc phát giác kịp thời người về từ vùng dịch để khai báo y tế và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổ chức rà soát, bố trí các điểm khai báo y tế phù hợp, giúp người dân thuận tiện trong việc khai báo y tế. Các địa phương xây dựng kịch bản và phương án đảm bảo công tác y tế phục vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo từng cấp độ dịch. Tổ chức triển khai có hiệu quả khi có dịch xảy ra trên địa bàn, tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19, thực hiện chiến dịch tiêm vaccine của Bộ Y tế, cung cấp đảm bảo nhanh, an toàn, đúng quy định. Đánh giá về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, theo Sở Chỉ huy Phòng chống dịch bệnh COVID-19, dù tỉnh Vĩnh Long được đánh giá ở cấp độ 2, nguy cơ trung bình, nhưng những ngày gần đây đã xuất hiện nhiều chuỗi lây nhiễm trong cộng đồng, trong đó có nhiều ổ dịch chưa xác định được nguồn lây. Tính từ ngày 15 đến ngày 26 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long đã ghi nhận 184 trường hợp dương tính với COVID-19 tại 8 trên 8 huyện thị xã thành phố. Trung bình có 15 ca mắc một ngày, tăng bình quân hơn gấp đôi so với hai tuần trước đó. Trong 3 ngày gần đây, số ca mắc cộng đồng gia tăng tập trung ở thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ. Dự báo, sau ngày 31 tháng 10, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục ghi nhận số ca mắc COVID-19 và số ca mắc COVID-19 có xu hướng tăng dần từ các nhóm về từ vùng dịch được cách ly tập trung và tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn của tỉnh. Các chuỗi lây nhiễm đang có xu hướng tập trung tại các địa bàn tập trung đông dân cư, lây nhiễm thức phát ngoài cộng đồng, tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, tập trung đông người, đặc biệt là các huyện có đông dân cư như thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ. Ngoài ra, việc thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ và quyết định số 4800 của Bộ Y tế dẫn đến việc đi lại của người dân các tỉnh thành vào địa bàn, đồng thời có thái độ chủ quan, lơ là của người dân cũng làm gia tăng khả năng nguy cơ dịch bệnh cho cộng đồng. Trên đây là một số thông tin về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và một số thông tin khác. Nếu có thông tin chính xác cần chia sẻ lan tỏa, mọi người hãy gửi thêm thông tin giơ kiếp làm cơ nói chỉ Facebook bên dưới phần mô tả của video. Nội dung trong video chỉ mang tính chất tham khảo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe nếu thấy nội dung này hay hãy bấm like và subscribe để xem thêm nhiều video hay hơn nữa